This is Radio Free Asia. Sau hai ngày hồi hộp trước khi chia tay, lãnh đạo các quốc gia tham dự thượng đỉnh hạt nhân gặp nhau trong bữa ăn sáng tổ chức ở khách sạn The Mayflower trên đường Connecticut, trung tâm thủ đô Washington. Từ Canada và nhiều bang khắp lãnh thổ Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt đã vượt hàng ngàn km bằng đủ phương tiện tập trung về Washington để biểu tình mỗi ngày kể từ khi thượng đỉnh khai mạc hôm đầu tuần. Với tư cách trưởng ban tổ chức, ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch cộng đồng Việt Nam dù Washington DC, Maryland và Virginia trình bày về mục đích các cuộc tập hợp. Liên tục trong 3 ngày từ 12, 13 và 14 tháng 4, mục đích chính của cuộc biểu tình chống phản đối xiển diện Nguyễn Tấn Dũng, đại diện cho chế độ đối với ngoại bang, ương hàng kiếp nhược dân đất ngừng biển đối với toàn dân trong nước thì dùng bạo lực để đàn áp cách hết sức dã man. Và chúng ta chứng tỏ rằng cái sức đấu tranh của cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại vùng tuyến đầu của trận đấu này, luôn luôn mãnh liệt trong suốt 35 năm qua và sẽ tiếp tục cho tới khi nào đất nước chúng ta có được tự do dân chủ và nhân quyền. Từ sáng sớm, nhiều phái đoàn đã có mặt bên lề đường đối diện khách sạn Mayflower với các khẩu hiệu vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Một trong những người tham dự đến từ nước láng giềng Canada nói lên những cảm nghĩ của mình. Tôi tên là Trần Minh Thành, là tôi từ thành phố Toronto bên Canada, cùng với phái đoàn Canada qua đây để tham dự cái buổi biểu tình chống Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đến thủ đô Hoa Thành Đốn. Dịp này, giới trẻ và phụ nữ Việt Nam cũng góp thêm ý kiến bày tỏ nguyện vọng của mình đối với đất nước. Một bạn trẻ đến từ California nhấn mạnh. Cháu tên là Phương Nam, của nhóm thanh niên cờ vàng đến từ Nam California, biểu tình suốt 3 ngày hôm nay để mà tố cáo với lại dư luận quốc tế là Việt Nam ngày hôm nay không có tự do dân chủ nhân quyền và không có tự do tín ngưỡng cũng như là tự do thông tin và báo chí. Kế đó, một bạn trẻ khác kể lại. Cháu tên là Chu Sĩ Dương, cháu đến từ Washington DC, cháu tham dự cuộc biểu tình để chống Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Cháu nhận thấy có rất là nhiều đồng hương đến từ rất rất nhiều tiểu bang, đặc biệt có những đồng hương đến từ quốc gia khác. Bên cạnh đó, một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa nói lên nguyện vọng của mình đối với đất nước. Tôi cụ đại quý Ngô Xuân Hùng, và tôi ở tù 17 năm. Tôi đã qua được đất nước Hoa Kỳ năm 1994. Thì hôm nay chúng tôi đến đây để mà chúng tôi tham dự những cái cuộc biểu tình để nói lên cái sự chiến đấu đường kỳ của quân lực Việt Nam Cộng hòa nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung. Tương tự như những lần thăm viếng trước đây của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải và cả với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bất cứ các ông đến đâu đều gặp những cuộc biểu tình rầm rộ yêu cầu đổi mới chính trị, chấp nhận đa đảng đa nguyên, tôn trọng dân chủ nhân quyền cho 85 triệu người Việt nơi quê nhà. Cuộc biểu tình kết thúc vào lúc 10 giờ sáng thứ tư 14 tháng 4 năm 2010. Đỗ Hiếu tường trình từ Washington.